Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam có diễn biến phức tạp. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường theo hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 1. Mục đích: ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng. 2. Nguyên tắc thực hiện: việc khử trùng và xử lý môi trường phải được thực hiện sớm sau khi phát hiện có ca bệnh nhân COVID-19 đầu tiên. Phải làm sạch sẽ bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử trùng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo cho những người tham gia khử trùng và xử lý môi trường. Khu vực khử trùng cần được đảm bảo phòng tránh lây lan. 3. Các khu vực cần tiến hành khử trùng và xử lý môi trường: trong nhà phòng ở căn hộ của bệnh nhân COVID-19, khu vực liền kề xung quanh nhà phòng ở căn hộ của bệnh nhân và các căn hộ phòng liền kề, hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sành chờ v.v. đối với nhà chung cư, tập thể, ký túc xá, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly tập trung, tường, nhà vườn, vỉa hè, đường đi, lối đi chung v.v. đối với nhà riêng liền kề xung quanh. 4. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất, phương tiện làm sạch, khử trùng, thùng xô, rẻ lau, cây lau sàn, bình đặc biệt là máy phun khử trùng, túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng, phương tiện bảo vệ cá nhân, khẩu trang y tế bảo vệ đường mũi, miệng, kính bảo hộ che mắt tránh văng, bắn vào niêm mạc mắt, quần áo phòng dịch tránh phơi nhiễm với nước, dịch, găng tay cao su dày, ủng hoặc bao che dày chống thấm, bảo hộ, người tham gia cần được mặc đồ bảo hộ đầy đủ theo đúng quy định, hóa chất, dung dịch khử trùng, hóa chất khử trùng có chứa cờ lo, cồn 70 độ, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun khử trùng diệt khuẩn mới nhất hiện nay, bình xịt điện Takio, là sản phẩm được các đơn vị chuyên y tế, các công ty, nhà xưởng và bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Bình xịt điện Takio giúp bà con rất nhiều trong việc phun thuốc khử trùng diệt khuẩn, phòng trừ vi trùng lây lan bệnh dịch. Tuy nhiên vẫn còn một số bà con và quý công ty chưa biết hoặc chưa tiếp xúc với sản phẩm bình phun thuốc khử trùng loại này. Cho nên để giúp bà con hiểu hơn về cách sử dụng cũng như giá bán bình xịt điện của Takio, tất cả thông tin về bình xịt điện, tính năng và cách sử dụng sẽ được cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất thông qua video này. Mời bà con cùng xem. Sản phẩm bình xịt điện Takio có thể được sử dụng để khử trùng và chống dịch hiệu quả hiện nay. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về bình xịt điện Takio. Bình xịt điện là thiết bị dùng để phun thuốc khử trùng, thuốc trừ sâu hoặc các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Bình sử dụng điện đắc quy kết hợp với bơm điện được gắn ở thân bình. Khi hoạt động, điện năng đắc quy sẽ cung cấp đến motor bơm điện làm cho bơm hoạt động hút dung dịch từ bình chưa đưa đến vòi phun và được phun ra bên ngoài môi trường. Việc sử dụng bình xịt điện sẽ giúp cho người nông dân đỡ tốn sức lực và thời gian trong quá trình phun thuốc của mình, cũng như nâng cao hiệu quả trong việc phòng trừ dịch bệnh, cũng như sâu bệnh ở rau màu, hoa quả, diệt cỏ và diệt côn trùng. Ưu điểm nổi bật của bình xịt điện Takio: một, thiết kế gọn nhẹ, hay dễ sử dụng; 3, giá thành rẻ; 4, công suất hoạt động cao; 5, lượng phun đều, áp lực phun lớn; 6, tiết kiệm điện và nhiên liệu; 7, thời gian sử dụng được lâu; 8, vỏ cứng bền chắc chống va đập. Hướng dẫn sử dụng bình xịt điện Takio. Việc sử dụng bình xịt điện vô cùng đơn giản. Đầu tiên, bạn cần nạp đầy đủ lượng điện vào bình đắc quy, dựa vào diện tích cần xịt để có lượng thuốc và nước hợp lý để cho vào bình. Sau đó chỉ cần bật công tắc khởi động máy là đã sử dụng được rồi. Khi mua bình xịt điện Takio, bạn sẽ được tư vấn tận tình và hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi vừa hướng dẫn khái quát về bình xịt điện Takio và máy thổi khí turbo. Nếu bà con nào quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.